Được, ít ra con ba tiền mà chơi. Găng xanh à? Đậu mê. Chơi đi. Chơi nhiệt lên như sợ kẹt gì mà không chơi nhỏ. Nightbringer, Nightbringer, Kenen, Kenen. Hai con Kennen Flame Rush. Máu có làm sao? Soraka, Soraka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Soraka. Knife. Chỉ cần bị đại ngại. Giáp viền xanh. Hãy
Wow, mẹ một đống 3 sao này nhìn ngon thế nhở. I have to focus, but I can't stop smiling. The harvest is upon us. Cảm ơn công định nha, cảm ơn người anh em. Ờ, chú ăn của cháu không nghỉ chưa luôn ạ? Không, chú không. Thời gian đâu. Thời gian đâu mà nghỉ cháu ơi. Ăn cái gì cho đỡ liền héo đi anh. Thôi, nó đã héo cho nó héo luôn thì cũng chả cần đâu. Nó chẳng cần đâu. Thịt nó đã lỡ héo thì cho nó héo luôn thì cũng được mà. Ăn ổn, ăn ổn. Ăn sẽ càng ổn hơn nếu như ăn có một con Nidalee. Cả trưa có đúng một công nương hoa quả rồi đấy. Đang giảm cân mà. No, 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 no. Đang giảm cân là đang giảm cân. Nidalee, Nidalee. Đường đang dập đường rất tới nơi. I am justified and I am armed. Đồ đẹp thế. Sarako, Maria Sarakova, Leblanc. Thằng này đam chính là con gì? À, mẹ. Đam chính là Leblanc và con chết tiệt. Let the bloodshed begin. Chuang forgotten. Time to make an appearance. Italy. The trolls are going to war.
Ragat. Ragat Nidali. Tôi sẽ đánh thần sư vẫn này. Mày này khỏe thế nhở? Mẹ trông nó cùi cùi này thôi mà sao nó khỏe thế? Hai cái giáp thiên thần, bốn đồ lớn, ba đồ rưỡi. Ba đồ rưỡi. Đây rồi, đây rồi. No fear, cái con kẹt, cái con no fear. Kia mất lửa, thằng kia mất lửa rồi, hí hí. Renew. Hai nước. Ok. Ô Văn Khê. Mà sao tôi không bắt được con Ragat nào từ nãy đến giờ nhỉ? Hai con này mà lên level 2 hết thì tươi quá. Hé hé. Ôi, nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi. Up cấp lên rồi sẽ có. Up cấp 7 nó sẽ ôn in để tôi roll 2 con 3 tiền kia lên 2 sao để tôi đẹp. Sau đó lên level 8 đổi bài sau. Hi hi. Ragat và cặp mà. Ragat và cặp mà. Thằng nào bắt Ragat 3 mất rồi. Chua kèo luôn. Việt Nam này, người Việt Nam này.
helpless fight, the hardened live. I have to focus, but I can't stop smiling. Please, Petria. Khi nào tôi lại toang không nhỉ? Không có nhẽ. Mấy giờ thi đấu á? Ôi tôi chết con mẹ, tối nay có cái thi đấu nhỉ? Mấy giờ thi đấu Bộ An ơi? À ừ nhờ anh. Có live stream không anh? Anh quên mẹ mất Hunter ơi, anh quên mất là tối nay có cái giải in-house. Ừ anh không để ý luôn ý. Anh chưa biết được. Đi mình xem tối nay vợ con các thứ như thế nào đã. Ngáo ngáo, đợt này anh đang ngáo quá. Sorry. Quên mất cái vụ ấy đấy. Cái giải sao trời ơi. Một wow chết luôn. Linh thú ơi, linh thú 1 sao mà đây. Đây là linh thú 1 sao mà được 3 sao éo đâu. Linh thú lở. Drell. Bắt đầu đuổi đam rồi. Dawnbringer. Cleanser. Tập này phải quăng con Anfelios vào mất rồi. Tarik.
rồi, bốc cứt ăn vã rồi. Bốc cứt ăn vã rồi. Ấp cập lên cho con rách vào, nó có 3 iron glass này. Heavens guide me. As darkness falls, the moon rises. Danger is coming. I have to focus, but I can't stop smiling. Đây rồi. Fight, the hardened live. I
gấu chưa? Có gấu rồi, thêm được một cái CC. Kinred lấy Ranger. Mất con máy ăn kêu rồi, nghĩ cái đéo gì. Kêu thì là húp thôi. Hai ma sứ. Đuổi rồi. Hai Nightbringer. Iron Glass, hai con. Có thể bỏ cái Iron Glass đi. Người lên game đánh phép nhiều lắm. Chúng nó đánh phép nhiều lắm. Dawnbringer Renew. Thằng này đang đam vật lý, không bỏ được, không bỏ con Nautilus để được. Tôi đang suy nghĩ về việc có nên bỏ con chết tiệt ra đi không. Bỏ con Viego, bỏ Viego đi. Helmeringer. Thằng này đánh đam vật lý. Tí nữa mình nhét thêm một con Iron Glass nữa vào, lấy thêm 100 armor nữa. Thì cái giặt tay của tôi cũng tin đấy chứ. Vừa nói xong chết con mẹ hết rồi. Ma thằng này cũng điếm. Nó cầm mẹ vuốt rồng này. Căng đấy. Được. Ghi nhận. Lợn ba. Đây rồi.
Y every life ends with us. Không dí nó vào, đúng rồi, hay lắm Diego, hay lắm em. Khỏe lắm, giàn tanh rồi, khỏe lắm. Con Nidalee đánh mid game thì được, đánh mid game thì được. Nhưng tôi thấy về late game nó vẫn có một vài những cái mặt hạn chế nhất định. Mẹ đồ rồi. Chỉ có đạo tặc. Chỉ có đạo tặc thì còn làm cái gì nữa. Hello A Mạnh An, chúc A thật nhiều may mắn nhé. Trời ơi, thiện lành quá. Cảm ơn người anh em nhiều ạ. Yêu bạn bằng cả trái tim. Yêu bạn bằng cả trái tim. Thằng này đam gì? Đam hỗn hợp rồi. Not here, not yet. Meet my friend Daisy. Đam chứ thằng này không? Đủ chứ nhỉ? CC vào là giết thôi. CC vào là giết thôi. CC vào là giết thôi. Cảm ơn công tiến người anh em ơi. Tôi giết thằng này tôi tri ân người anh em nhá. bò né Viago, ghê. Được, giết con bất tử này cũng được. Hai cái bất tử, ăn tiền rồi, bò né mình. Một cú bò né ha. Bò né ha. Làm xong trận này đừng chơi game nữa, chơi cháu đi chú An. Thôi Công Định ơi, cháu nói câu đấy làm chú rát hết cả đít rồi. Ba cái trò này về lên game cứ lấy 4 tiền về 5 tiền thôi. Các bạn nhìn thấy không? Tôi có cần tộc hệ éo gì đâu. Chả cần một cái tộc hệ gì. Tịt 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 tịt. Một con đam.
8 9 10 10. Witness the fury of a god. Ôi. Every life ends with us. I believe in the future of dragonkind. Diego, bóp cổ nó. Ấy, 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 bóp cổ đây. Bóp cổ, bóp cổ. Làm đi. Wow. Má, con Diego khỏe thật chứ. Wow. Cháu thấy mùa mới là cứ đa tộc đa hệ là win. Cứ vứt đúng đồ vào đúng người là win cháu ạ. Cứ vứt đúng đồ vào đúng người là win. Cứ về let's go.